Với cái câu chuyện vừa rồi thì nó lại cho anh một cái suy nghĩ như thế này. Như vậy thì phải chăng trong cái tình bạn với nhau, chúng ta cũng cần phải có một chút gì đó gọi là giữ lại cho riêng mình. Chúng ta không nên nghĩ rằng là vì quá thân cho nên sẵn sàng trao gửi tất cả mọi điều, kể cả những cái cuộc sống riêng tư nhất của mình. Chỉ có rất là hiếm những tình bạn thân mà để đến mức mà móc ruột móc gan nói tất cả mọi điều thôi. Chứ còn cũng có những người mình vẫn nghĩ họ là một người thân với mình, nhưng mà để mà nói tất tần tật mọi thứ thì chưa chắc. Có lẽ là cái điều mà mình giữ lại một chút cho riêng mình cũng là điều nên làm. Cái đó là giữ lại cho riêng mình, chỉ là giữ lại những cái gọi là sự tôn trọng của bản thân mình thôi. Còn cái sự cảnh giác trong tình bạn em nghĩ là không nên có. Không nên có luôn. Và trên thực tế là không có một người bạn thân nào hay là không có một cô gái nào có thể xen vào mối quan hệ của vợ và chồng. Nếu như mối quan hệ đó đang thật sự ổn định, người chồng luôn là một người yêu thương vợ, chăm lo cho gia đình, người vợ luôn hướng về người chồng và làm mọi điều cũng chỉ vì gia đình thân yêu của mình và không quên chăm sóc bản thân. Nếu như mà họ làm tốt điều này rồi thì bạn thân có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào xen vào được. Cho nên là chúng ta trách cái cô bạn thân đó 10 thì cũng phải trách lại chính bản thân mình một vài phần nào đó. Thử xem là có lúc nào đó mình cũng đã lơ là chồng mình hay không. Thử xem là có lúc nào đó bạn quá tự tin với việc là mình là một người phụ nữ hoàn hảo, một cái hình mẫu không thể thay thế và nghĩ rằng là anh ấy sẽ không thể nào rung động trước bất kỳ một cái người phụ nữ nào bên ngoài. Thì cái sự tự tin thái quá đó của mỗi một người vợ nó cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến việc là người chồng đôi khi có thể say nắng một cô bạn thân nào đó, và từ cái chuyện say nắng thì có biết bao nhiêu những cái điều không hay đã sẽ xảy ra. Cho nên người vợ cũng phải nhìn lại chính mình. Mà còn nếu như mà mình đã làm tốt hết rồi mà chồng mình vẫn có cái chuyện đó xảy ra thì em nghĩ rằng là nó cũng là một bài test để mình có thể chấm dứt một cái cuộc sống mà mình vì người khác nhiều như vậy.